Cảnh thả chim bồ câu để gửi thư không hề xa lạ trên màn ảnh nhỏ. Phương pháp vận chuyển tin tức này thậm chí còn được sáng tạo thêm các phiên bản đặc biệt với hình dạng và màu sắc độc đáo. Trong lịch sử, việc dùng chim bồ câu đưa thư là có thật. Đây là một trong những cách vận chuyển thông tin phổ biến và cực kỳ hiệu quả trong suốt 5.000 năm trước khi bị thay thế bởi những công nghệ mới. Nhiều người vẫn nghĩ những con chim bồ câu này được huấn luyện để bay đến các địa điểm chủ nhân yêu cầu, hoặc chí ít là biết đường bay qua bay lại giữa hai địa điểm cố định. Thực tế thì chim bồ câu là những nhân viên thư tín giỏi, nhưng không giỏi tới vậy. Chim bồ câu vốn không được huấn luyện để bay đến đích, chúng chỉ đơn giản là bay về nhà. Nếu bạn muốn gửi thư đến địa điểm X, trước hết bạn cần tới X và lấy một con bồ câu mang về nhà, buộc thư vào chân nó rồi thả nó đi. Chim bồ câu mang thư bay về nhà nó và chỉ bay về đó mà thôi. Hành động này xuất phát từ tập tính của chim bồ câu. Những con chim này chỉ kết đôi một lần duy nhất rồi làm tổ và chung sống với nhau suốt đời. Mối dây liên kết của chim bồ câu với tổ ấm của nó rất mãnh liệt. Người ta đưa nó đi xa tới ngàn dặm, vượt núi cao hay biển sâu, sau đó nhốt nó trong lồng hàng năm trời, chim bồ câu vẫn nhớ đến người bạn đời đang đợi nó ở tổ. Ngay khi được thả ra, việc đầu tiên nó nghĩ đến là bay thẳng về nhà. Tạo hóa đã ban cho chim bồ câu những khả năng phi thường để làm được điều này. Chúng có thể cảm nhận được từ trường trái đất, có trí nhớ tốt, tầm nhìn xa và cảm nhận được cả sóng âm thanh. Mà thật ra thì khoa học mới chỉ biết đến thế. Còn việc lũ chim vận dụng các kỹ năng này như thế nào để tìm được đường về nhà từ khoảng cách xa tới vậy vẫn còn là bí mật mà chúng chưa tiết lộ. Từ những năm 3000 trước công nguyên, người Ai Cập đã biết sử dụng chim bồ câu đưa thư. Quá trình nuôi chim không quá phức tạp, người ta nuôi chim lớn để chúng kết đôi và sống trong tổ đã xây sẵn. Mục tiêu là phải khiến con chim coi đây là nhà của nó. Sau đó, họ bắt đầu đưa chim đi xa rồi thả để chúng tự tìm đường bay về. Những bài thực hành đường dài giúp chim học thêm các kỹ năng thực tế, đồng thời người nuôi cũng có cơ hội chọn lọc những con chim tốt. Thông thường, một con chim cần hoàn thành bài kiểm tra bay về nhà từ khoảng cách 100 cây số. Khi đạt đủ tiêu chuẩn, nó được đưa tới địa điểm công tác và chờ ở đó tới khi có việc. Trong một mạng lưới trao đổi thông tin, bạn cần huấn luyện khá nhiều chim rồi vận chuyển chúng tới nhiều nơi, đồng thời cũng cần giữ chim của nhiều nơi khác. Ví dụ, nếu là một quý tộc Ai Cập cổ đại, chim của bạn được giữ tại trang trại ở phía đông thành phố, ở nhà bố vợ và ở vườn chim của Pharaoh để họ có thể gửi thư cho bạn lúc cần. Ngược lại, vườn chim của bạn cũng giữ chim của họ. Khi cần gửi thư cho bố vợ, bạn tìm tới chuồng chim tương ứng, buộc thư vào một con chim và thả nó đi. Và thường thì bạn phải gửi nhiều hơn một con để đảm bảo thư đến được tay người nhận. Chim bồ câu không được cấp kinh phí đi đường như những người đưa thư và cũng không được pháp luật bảo vệ. Trên đường bay, chim bồ câu gặp rất nhiều rủi ro từ tự nhiên tới nhân tạo như không tìm được thức ăn, gặp thời tiết xấu, bị chim săn mồi tấn công, bị kẻ thù của chủ bắn hạ. Và kể cả khi không bị ai làm gì, con chim vẫn có thể nhầm lẫn và bay lạc đường. Thư càng khẩn và quan trọng, càng phải gửi nhiều chim, số lượng không giới hạn. Khi các địa điểm dùng hết chim, bạn phải tốn công vận chuyển chim đến đó tiếp. Bạn cũng cần liên tục nuôi lớn các lưới chim mới để bù vào chỗ của những con chim một đi không trở lại. Rất nhiều việc phải làm nếu muốn sử dụng dịch vụ thư tín đặc biệt này. Tuy nhiên, sau khi vượt qua mớ rắc rối trên, bạn có thể tận hưởng những ưu điểm vượt trội của bồ câu đưa thư. Thứ nhất là có thể gửi thư từ khoảng cách rất xa, có thể lên tới 1.000 km, vượt được biển và các địa hình phức tạp. Tiếp theo là tốc độ gửi thư cực nhanh, khoảng 100 km một giờ theo đường chim bay. Một bức thư gửi từ thành phố Hồ Chí Minh về Hà Nội có thể chỉ mất hơn nửa ngày. Trong khi đó, một người cưỡi ngựa, kể cả loại ngựa ngày đi ngàn dặm thì cũng phải mất tới 2 ngày 2 đêm. Và cuối cùng, nếu một con chim bị kẻ thù bắt thì chắc chắn nó sẽ không hé răng nửa lời. Với những ưu điểm trên, chim bồ câu tiếp tục là công cụ truyền tin phổ biến qua nhiều thời đại. Công việc của chim bồ câu có thể khá nhẹ nhàng như giúp anh nông dân gửi một bức thư tình hay giúp phóng viên gửi tin nóng về tòa soạn. Tuy nhiên, đó cũng có thể là những nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm khi phải truyền tin trong thời chiến. Vũ khí nhân tạo ngày một nguy hiểm,
và chim bồ câu luôn nằm trong danh sách tiêu diệt của các xạ thủ. Họ thậm chí còn nuôi thêm cả chim ưng để dính bắt bồ câu đưa thư của kẻ thù. Tới tận chiến tranh thế giới, bồ câu đưa thư vẫn đóng vai trò quan trọng. Các đơn vị đem theo bồ câu khi hành quân ra tiền tuyến và dùng chúng để gửi thư về căn cứ khi cần. Trong số đó, một con chim tên là Cherami từng hoàn thành một nhiệm vụ vô cùng điên rồ. Lúc này, tiểu đoàn của nó đang bị bao vây từ cả hai phía. Họ buộc phải dùng bồ câu để gửi thư cứu viện. Dưới cơn mưa đạn dữ dội, hai con chim đầu tiên bị bắn hạ. Ami được gửi đi ngay sau đó và nó cũng trúng đạn ngay khi vừa cất cánh. Nhưng thật khó tin, con chim sau phút giây choáng váng vẫn đập cánh và bay được tiếp. Vượt qua cơn mưa đạn, nó bay được về trụ sở sư đoàn cách đó 40 km, chỉ trong vòng 25 phút. Khi về đến nơi, nó đã dính một vết đạn xuyên ngực, bị bắn mù một mắt và cẳng chân chỉ còn được nối bằng một sợi dây chằng. Ami được tặng huân chương chiến công vì kịp thời cứu sống gần 200 người. Nhưng có lẽ đây không phải phần thưởng nó quan tâm. Đối với con chim, lý do duy nhất thôi thúc nó bất chấp tính mạng bay về tổ là mong muốn gặp lại vợ. Mong muốn này có được đáp ứng hay không là chuyện chưa được kể. Sau chiến tranh thế giới, các công nghệ truyền tin hiện đại dần trở nên phổ biến, nên hiển nhiên là chim bồ câu đưa thư không được sử dụng nữa. Giờ thì chúng chủ yếu phục vụ con người dưới hình thức đã qua chế biến. Hiện tại, nếu muốn trải nghiệm một cách liên lạc thú vị, bạn cũng có thể thử nuôi chim bồ câu. Với tình trạng cáp quang Việt Nam đứt liên tục, biết đâu chim bồ câu có thể giúp bạn gửi một tập tài liệu nhanh hơn gửi qua mạng.